Con rách sai thì cắn giảm kháng phép, giảm giáp, xong lấy hút lấy hồi máu hút lại cho mình. Nói chung là cái combo bốn con đấy trâu vãi. Nói chung là khá là ổn. Cứ tranh nhau đồ nhặt công vậy. Giáp đi. Thôi nè, gọi là một ừ nè 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 nè. Châu ơi, bạn có biết một sự thật là trẻ con rất thích gấu bông không? Con tôi không chán các bạn ơi. Nên liên hệ với tôi để có được gấu bông giá tốt nhất nhé. Rất đẹp, và giá lại còn tốt. Bình! Đây gà nhỏ này. Chúa thích đấu, tấn công điểm yếu. Hiệp hội hóa kỹ. Ô báu. Phương lần vũ trụ, tấn công điểm yếu. Hiệp hội hóa kỹ nhỉ. Điểm yếu ngon quá nhỉ. Hiệp hội hóa kỹ đi. Hiệp hội hóa kỹ cái đi. Hay là lấy tất cả trong đội hình đều được thành nhiệm hướng thích đấu đánh cho nhanh nhở. Thì mẹ xong làm bán thích đấu chi đâm biên nhỉ. Làm bắn chuột không mọi người. Làm bắn chuột nhà Phát Minh à. Chuột nhà Phát Minh á. Cẩn thận nhá, cẩn thận bị trùng bài nhá, cẩn thận bị trùng bài nhá. Trùng bài. Với bạn à? Thì mình đánh hoa kỹ rồi đấy, mình chắc chắn là mình sẽ đánh hoa kỹ, thì mình lấy hiệp hồ hoa kỹ rồi. À thế 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 bạn đánh nhá, thì tôi ôm bạo chuột 2 nhá. Chuột 2 sinh 2 thì tôi đẩy cho bạn. À thế kế tôi queen là được, thế kế tôi queen là ok. Ôi mình chuẩn hai rồi. Không có pin mà đây. Này, bây giờ mình bảo này, bạn đang có cái đấy đúng không? Ừ. Bây giờ mình đi chợ mình sẽ nhặt một găng, xong mình sẽ cho bạn cung xanh với cả một cái BF. Ok. Được chưa? Chuẩn bài chưa? Rồi, cảm ơn. Xin lỗi, được chưa? Chào chào, chào thế anh Nguyễn nha. Chào thế anh Nguyễn nha, mình chân, à mình ăn chiều, tính là mình ăn chiều rồi. Tính là mình ăn rồi ấy các bạn ạ, bởi vì mình ăn từ sớm, mình ăn từ lúc 4 giờ, chứ mình đoạn. Coi như mình ăn rồi. Bây giờ tối mình chơi tối thôi. Nhìn thôi, kiến thức thôi, giảm cân thôi. Nghèo quá rồi. Đột biến thần rừng. Không, đột biến hát tinh. À, hát tinh à? Trên tay tinh tế một con chuột hai nhá. Cầm đồ luôn này. Cung này. Ê, hay tôi đánh chim trận này nhờ. À mà đánh hiệu hội hoa kỹ thì tôi đánh chim làm đéo. Không sao, tí tôi đánh bài khác. Tôi có con chim sớm quá. Bản ngoại đường kia chưa có à? Chưa. Cái dòng gì vậy chăng? À cái lùm má mày, em vừa hiểu xong đi mày mang kết mày cho anh ăn đó. Mày mày làm thật, tại giờ chưa đọc kỹ thôi nhá. Anh chưa đọc với hai rồi, bây giờ có rồi, bây giờ. Mày mày ăn cơm chưa nhá? À đâu ngoài. Bóng đi con, bóng được đây, em gì nó bóng đi con. Nhặt đồ không? Sao? 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 Bớ người ta cứu.
Queen luôn bạn ơi. Queen nó chưa có đấy. Ờ rồi, không phải, không phải, không phải. Bạn chưa có gì? Chưa, thôi. Bạn echo tiếp. Thế có hoa kỹ rồi, hiệp hội hoa kỹ. Cái này đến ba hoa kỹ là cả team mình được hoa kỹ hết. Đó. Luôn đấy. Tí nữa Camille mình chắc cần gấp gai đi nhỉ. Camille cần gấp gai, Camille là hoa kỹ mà. Làm cho nó chết. Ôi, hai sao dễ thế. Em thằng nào cũng có hai sao đấm nhau hết này. Thì không? Bạn cứ ấy đi, bạn cứ để đồ cho bạn sai đấy. Tí bạn nổi nó dễ. Đồ tí bạn xoay được Raven thì cũng được. Ừ. Lo gì, thiếu gì cách xoay bạn. Quan trọng lắm. Tôi phải có ngoại binh nữa chứ. Đi. Găng lan. Tôi nhặt găng cho, tôi nhặt găng cho. Nhặt găng à? Ừ, thì tôi có khung xanh BF cho bạn đấy. Bạn nhặt bối khung ấy đi. Blitz kìa. Xí. Ba tia. Mình thích làm hai BF thôi. Hay cũng xem vô cái kiếm hoặc là gì đó. Hoặc là riêng. Kênh VCS bình luận xong nãy giờ rồi. Bây giờ mình nhận BF rồi mình làm vô cực trước. Bạn cứ đẩy cũng xem với BF vào đó. Gì đó. Bạn tua hơi nhiều ấy. Đây là bạn tua hơi nhiều ấy. Tôi bình luận xong nãy giờ rồi. Thì bạn lại găng lăn nữa bạn, hay bạn nuôi găng lăn không? Kháng phép. Gậy. Kháng phép. Gậy. Chắc là mình nghĩ là mình lấy kháng phép đi. Bạn có muốn nuôi găng lăn không? Không? Mình phải bán thôi. Queen bạn ơi. Để không có luôn, bạn lại có găng lăn mới sai nhỉ. À, hỏng bét, hỏng bét. Cần roll đâu, mình roll cái chứ. BF. Đéo có, bạn không có. Thôi mình roll cái. Đéo có luôn. Mình roll cái rồi, ra con chuột. Mình roll cũng lại ra chuột, nhưng mà mình chỉ ôm một chuột hai thôi. Ra bài tí nữa, bạn khỏe là bạn giữ máu thoải mái. Cái YouTube vẫn đang phát á. Tôi chắc cười lý cứu thật đấy bạn. Tôi bình luận sau nãy giờ rồi bạn. Tôi bình luận gì. Ôi cảm ơn con Tiến nha, cảm ơn con Tiến đã gửi lời chào em mình nha. Thank you bro. Tuyệt vời bạn ơi. Hiểu gì hiểu ra cả lời chạy à. Gậy kháng phép. Toàn chuột ạ, giỏi thật đấy. Gậy kháng phép bạn ơi, cùng đao không? Cùng đao thì đánh Raven à? Ừ, cũng được. Raven hay là Sivir cũng được. Ừ, cho cùng đao đi, cho cùng đao đi. Ồ, gần được 3 luôn. Được 2 qua là 3 rồi. Cầm yêu vào, cầm gấp gai đi đã. Cầm yêu ngon hơn. Để phát lấy hình này. Đéo có bạn ơi. Holy good time. Thôi rồi, chúng ta bắt đầu từ 3.1 được. 3.1 thì làm hũ nhỏ thôi, kiếm ít tiền lên level thôi. Bởi vì tôi đang eco được tiền mà, lo gì. Có thằng ngoại binh này. Rất là hú nam rồi bạn ơi. Chuỗi nam rồi. Không có Queen là tuần sau phải xem xét mẹ mình tình hình vào form đội hình, không có lên 6 roll đấy. Không là hơi khổ đấy. Mình cũng lâu lâu mình cũng roll một cái mà nó đéo ra. Đéo có nữa bạn ơi. Mà ra toàn găng lăn ạ. Mình đã 3 găng lăn rồi. Mình ra nhiều chuột quá, mình ra 6 chuột rồi. Còn gác nữa này. Ui, gác nữa này.
Đồ Raven đẹp luôn, đồ Sivir thì tạm được. Cái này tôi luôn được 3 mẹ rồi. Đây tên này, mình cũng rảnh ít tiền mình rôn. Bạn ơi! Tôi có biết bắt đầu rồi. Ai đây? À, Tứ à, Nghe bạn ơi! Đang chơi gì đấy? Đang chơi cơ. Bạn ơi, mai tôi đánh cái tàu ấy, ôm vào phát tình tôi phải đấm tàu cái. Ôi trời ơi! À, để chung vào đây bạn, để chung vào đây, có mít pho, để chung vào đây. Bạn ơi, tính đi. Ngồi cốt cho bạn ăn thế nào được châu bạn ơi. Vậy thằng này nó phải bật lắm bạn ơi. Bạn cốt cho tôi mấy con 5 vàng 3 sao ấy. Chết thôi, chưa kịp bán tướng rồi. 5 vàng 3 sao á. Bạn biết mùa này tôi cũng đang chim cút rồi. Bạn Elo gì rồi tớ? Đang chuẩn bị lên kim cương. Cái gì bạn nói chuyện đéo gì với thằng Bạch Kim nửa mùa đấy. À, mùa này đánh nó nhiều loại ảo ma ra đá rồi. Rồi bạn ơi. Cái mẹ cụ tuần 1 tiền mà bắn con 5 tiền như con ấy. Đấy, Châu đang chơi bài 1 tiền đấy à. Đánh cặp đôi hay đánh thường ấy? Đánh cặp đôi. Nó đôi em. True explorers follow the compass in their heart. Đây này, Châu mai chung bảng Châu đây. On my way. Đang chuẩn bị ngon. Chưa cần đánh đôi luôn. Không cần bắn diệt luôn. Bắn diệt luôn. Mắc đam. Full đam luôn. Tứ chơi được nhiều bộ môn nhỉ? Quả này giống Solari anh em nhỉ? Tứ chơi được nhiều bộ môn nhỉ? Tôi thì chẳng chơi được. Kinh. Có tin thần làm gì bạn? Tin thần nó phí đổi ra. Hai kiếm đi, nó tin thần gì đây? Ừ, hai kiếm hoặc là mắc đôi diệt không thì thôi. Tại vì bây đam con chuột nhỏ lắm. Cái đam con chuột nó có tí à. Chuột 3 có 162 đam à. Bạn lắp 2 miếng rồi thêm 100 đam hả? Thời gian mình chỉ hai thằng nó hiếp bạn ơi. Tôi nhìn rồi, Màn hình của tôi có phải xem đâu, tôi xem màn hình của bạn mà bạn. Thế phải đóng cái Solari được cái nhà Solari cho nó xinh gì. Lỗi gì lỗi vớ vẩn này anh em. Lỗi gì? Cái bạn này có lỗi á. Đấu sư ấy lại cung nè. Thành một tướng ngẫu nhiên với giá trị cao hơn một vàng. Như kẹt ngoại binh cướp bóc như kẹt luôn. Ôi chết rồi Châu ơi, ấn cho tôi lởm quá. Ấn gì? Cướp bóc xoay bài tự động với đồng hành. Anh Raven tôi cũng đang cần đồng hành luôn. Thế tôi đánh Ire đấy. Đánh Sivir thì tôi cần đồng hành. Có ấn gì? Cướp bóc xoay bài tự động. Ừ. Với đồng hành. Thôi tôi lấy đồng hành đây. Đồng hành thôi, chứ, không có đồng hành đâu. Chứ xoay bài là tôi lấy là tôi cút luôn đấy bạn. Thì nên mình có một cái cuồng đao này, cùng lắm là một cái diệt cho CV này, không cần giao điện được. Cuồng đao diệt với cả một cái khăn chẳng hạn là mắc binh rồi. Nhưng mà như thế phải ôm ra van dần thôi, không thì hút luôn. Ờ bây giờ cái giáp thì ghép vô làm máu trời bóng tối thì mình ít đam á. Tí cái này gậy với cái này mình lắp Solari này. Cái này mình lắp bút rồng này, mình lắp bút rồng cho mình tăng thôi. Cả team mình đều là hot kỹ mà, mình có lượng cung ngon rồi, có tốc đánh cho chuột. Tôi sao cho ít tướng vào cũng được, quên mất. Thực ra tôi này cho vào luôn được. Tính ra mình gặp thằng ngoại binh rồi. Tầm khoảng 5 tôi cũng mình gặp lại nó. Nên là chill thoải mái. Cho ngoại binh là thoải mái. Đây thì bị ép ngay mồm luôn, hai kiếm nhé. Găng, găng 4 đồng hay sao? Diệt đi. Ờ, găng cũng ngon quá. Găng đi, găng đi có gì thì găng khủng. Găng, con găng này nó tội nợ lắm. Ừ. Bạn cho nhiều quân, có sợ mình chơi chơi là mình qua đấy. Cái kiếm cho hồi phục cũng cần bạn á, bạn này cũng cần hồi phục. Ui, hồi phục tiền 3 đô. Uwick cần 3 á? Ờ thế để tôi ôm vài ông Uwick đi. Để có gì tôi chuyển ra cho. Em à. À mạng 6 con mình à. Chủ yếu mình roll Camille 3 được mình lên chết. Ôi vậy bán này muốn nuôi thêm con Uwick nữa nhở. Lý dư cung nuôi, mẹ hai cung là nuôi Uwick luôn nhở. Cùng đao khăn luôn nhở. À cùng đao với lại quyền năng luôn nhở. Lý đó.
Chết mẹ là mấy cô hũ 2 là thì đéo là ta. Có ganh flank từ 2.1 và bạn 3.1 cho ngoại binh ạ. Đáng rồi. Time for a true display of skill. Quả liên cung khá là ok. Quằn người đéo giết con nào của nó. Bảy ở này, bảy ở vũ 5. Như vậy là lên 8 thì được tầm khoảng vũ 7. Nhưng mà lúc đấy chỉ còn tầm khoảng 30 máu thôi, hơi nặng đấy. Đúng rồi, bài công nghệ thì dễ leo lên nhưng khó có 1 thôi. Nào, bình lắm ấy, có 1 thôi. Fight. Now, we begin. Ít cơ mèo với xinh quá ta. Đó, thêm 100 yên ngon. Rồi, cùng là ứng 2 cái mũi. Cùng đau kỳ năng. Đồ ít luôn. Rồi, giờ bạn cần cái gì này? Giờ mình chủ yếu là mình để cho bạn ấy. Thì bạn xong rồi thì ok. Thì bây giờ mình có một chỗ đao này. Mình có một khăn rồi này, mình cần một diệt. Mình cần, nói chung là mình cần cung. Diệt mà mình vừa mới xài 2 cung rồi. Di chuyển chủ tội mình cho con này. Thôi từ từ giờ đẩy đồ lại cho bạn ghé. Bạn đẩy mình một đồ rưỡi mình phải trả lại ghé. Thôi là bạn đi đấy. Nó nổ ở đâu bạn ơi. Thật ra tôi chỉ cho bài trì trì vào để bạn qua bạn mình nổ của tôi bây giờ mà. Về lên 8 ở tên 4.5 là mình được vũ 6 vũ 7. Vũ 7 là đẹp. 7 còn 30 máu. Dùng echo mà nó tôi biết là dùng echo mà. Cả echo cả Fury cũng được. Còn không thì bỏ tái chế cũng được, chứ này còn khác. Ú, tôi đánh bằng dây trận này luôn đấy bạn ơi. Ờ được. Dây cuồng đao. Bây giờ nhá, tôi sẽ đánh bằng form đấu sĩ kẹp dây. Bạn đẩy cho mình một Warwick đúng không? Một Warwick. À, tí mình đợi, mình roll thêm một con Warwick nữa là được không? Nó còn sinh 3 thì lên chết rồi anh em. Đúng rồi. Vậy thì bạn cần đồ gì đấy? Tôi cần cung. Cung hoặc đồ tanh. Nếu đánh dây thì tôi sẽ làm cung tranh vô cực cũng được. Mình cho bạn cái dây chuyền trục tội được không? Được. Dây chuyền trục tội. Găng dây chuyền trục tội. Bây giờ mình đi lượm một cái cung, mình cho bạn dây chuyền trục tội cái cung à? Ừ, thế cũng được. Thế thì con dây của mình sẽ là cung xanh diệt khổng lồ. Không lắp cuồng đao luôn. Dây thì cần gì cuồng đao? Cuồng đao thì cũng ngon chứ không? Đó là không cần. It's nearly time. Đến chết rồi. Nào, chuẩn bị mình qua khổ đây, mình lớp 8 đây. Warwick thì bạn đẩy một con, mình deco là xong rồi. Rồi, ok. Ô, thần tượng ở đâu ấy nhỉ? Trên cùng à? Được. À, trên cùng bỏ. Vậy thì ván này mình xài echo luôn, mình khỏi xài echo các bạn ạ. Xài echo xong mình đánh 3 nhà phát minh thôi. Nếu mà tôi vẫn đánh Draven nha bạn nhá. Hai nhà đánh lùn luôn à? Ừ. Biết đâu mình roll ra còn lực thì mình đẩy cho bạn. Đánh lùn na tanh này.
Mày đánh 4 sát thủ cũng được đấy nhỉ. Mày nghĩ thằng này lâu vãi đá nhưng mà bạn nó lại qua trước. Ồ, lên 8. Hay là con Jerry nhỉ? Ôi, bỏ con Jerry đi. Mạnh có niềm thích thú cực độ với Jerry. Tôi nhặt cung nhá. Nhặt cung thì mình nhìn cho bạn gang không? Bạn cần gì? Gang cũng được á. Cái con Jerry nó đéo cần kích cái gì mà nó bắn đau luôn ấy. Jerry phải thanh lịch cơ. Hôm qua tôi cũng thích chơi bài Jerry mà hôm qua tôi spam mấy ván lên Jerry nhưng mà nó không ăn thua bạn. Hôm qua tôi đánh Jerry thật sự luôn. Đéo cần thanh lịch. Bạn đang đấu hàng đấy, bạn muốn nổi bạn tắt team ra đi. Tôi cũng đánh Jerry thanh lịch mà. Time for a true display of skill. Có cần xài con chó không? Đang cần đúng không? Không. Xài làm gì đâu? Để luôn nhá, đây tôi có chó nữa này, tôi có hai chó này. À, để qua đây một chó này, mình đây câu luôn. Để mình qua mình cứu cho nó dễ. Ê, từ tôi có cây ra, từ để tôi xem tôi có build được thần tượng không đã. Thôi bây giờ mình sẽ khăn cho chó luôn nhá, mình build đồ cho chó. Đây, tới bạn ơi. Đây bạn thân được rồi, ok. Ủa sao bắn cây ra rồi? Đây bạn thân được sao lại bắn cây ra? Tôi dùng queen đã. Đấy, mình đẩy cho bạn tặng đi. Ôi, khó nhờ. Cái gì kia, bạn tay không lý được mà đúng. Má thằng nó chơi, nó không có cứu được. Thôi, tôi sao tôi còn rơi bên vào rồi bạn, bình tĩnh. Năm nhà phát minh thì cái ô thần tượng nó nằm ở trên. Mình không có xài cái ô thần tượng được các bạn ơi. Bỏ ô thần tượng thì nó phí. Nếu mà năm nhà phát minh thì chắc mình xài JC. Thằng này nổ hũ 9 á, thịt vẻ cay nhờ. Nhưng đọc thời không khảm bảo thật tiếp tế trang bị ở lấy tiếp tế trang bị đổ cho mà. Má, ở chỗ tôi phế vãi luôn. Ôi, khảm bảo thật cũng ngon đấy à. Khảm bảo thật ngon để có quên cho con chuột nó bắn đau hơn mà. Khảm bảo thật vô quýt cũng khỏe mà đúng không? Chuột bắn cũng đau mà. Khảm bảo thật chuột bắn đau, vô quýt bắn đau. Chuột bắn đau á. Vô quýt cũng đau luôn. Vô quýt này, vô quýt cũng cào chí mạng mà. Chắc bắn này mình đánh 4 sát thủ 3 nhà phát minh thôi á. Ủa bạn lấy cái gì ấy? Không có cái gì khác à? Chưa, chưa có, đang kiếm thanh lịch đây. Không, mà bạn ý là bạn không có cái gì khác một cái ấn đấy à? Không có ấn gì khác, hai ấn ở hàng trên. Bài châu phải up cấp rồi, mới cứu kịp. Không, bài giờ up cấp cũng chả hơn được cái gì ấy. Nó được con Ezreal thôi. Ông tôi roll được con Raven 2 tôi tự nổ. Thiếu xong mưu luôn. À, không có chưa nó bắn giờ nó bắn này. Này bây giờ mới roll được mưu rồi. Để anh đi đang cái đái luôn. Rồi, qua đây, qua đây, con xin sàn đây. Rồi, nổ ra quái, có thể lên xe bài đấy ạ. Xin. Tên đam nó chuột bao nhiêu kiếp vậy? Sao? Con nó chuột đam thì chắc là kiếp nó. 9k. Bắn hit không à? Chắc đánh 4 sát thủ quá, đánh 3 nhà phát minh thôi mọi người ạ. Chắc bị địch vần luôn. Tôi sợ thiếu tanh không? Cái lồm má cái gì đấy? Cũng toàn tiền à? Họ được, có huyết kiếm không? Có đồ tanh à? Cho tôi buổi kháng phép làm đồ tanh nhá. Đợi xíu, có bao nhiêu mình còn bao nhiêu đồ mình để hết cho bạn này. Đánh Raven theo hướng đấu sĩ đấy cũng được à? Không, tôi đánh theo hướng Leona luôn, tôi kích thanh lịch luôn. Rồi, Raven 2 rồi. Đây, kháng phép đây bạn ơi. À, kháng phép với dây trình trục tội nhé. Quăng hết luôn nữa. Không quăng hết một lúc được. Cho vào một con là quăng được mà. À, hắn lấy con gì ấy nhỉ? Hắn Raven 2 rồi. Con gì cũng được ha. Con xin ra ha. Ok. Có kháng phép chưa? Chưa có đúng không? Ờ, có rồi à? Mới có giáp gai này. Thế bạn lấy cốc với dây trình trục tội không? Không, tôi cần thêm một cái mảnh kháng phép nữa làm đồ tanh bạn ơi. Kháng phép bây giờ chỉ chịu tội nhá. Ok. Luôn lẹ. Lẹ. Cho cái này tái chế đi. Bạn Ori đi nhá, có gì lên Ori 3 rồi đấy. Đồ má, tôi vừa bán một con Ori đen thế. Mình đang cầm hai con Ori này.
ba đen. À, bài này mà eco một phát lên 9 luôn rồi. Nhưng mà thôi cứ roll đã cho chắc. Ôi mình cũng còn Zeri thân lệnh nhưng mà thôi. Hình như là đẩy thân lệnh qua đâu có được đâu đúng không? Đẩy đứa mã. Đẩy thân lệnh qua nhưng mà nó chỉ tính một con thân lệnh chứ đâu tính hai con nữa đúng không? Ờ đúng rồi, một con được ưu tiên lõi thân lệnh thôi. Nghĩ sao được hai con thân lệnh thì lại bán quá. À mình cứ bắt Zeri đi, tí mình cho bạn. Cho bạn cho nó bắn cũng được. Sắp ngủ đi cho nó khỏe. Bà ra revit luôn đây. Đâu rồi. Ra revit luôn. Ra revit mà đồ đấy đánh Raven ngon hơn. Mà đánh thanh lịch thì cũng Raven cũng ngon hơn Ra revit. Raven 3 thì biết rồi bạn ơi. Chọi rác lắm rồi, chọi rác lắm rồi. Bây giờ thêm thuật sư này. Còn gói của chúng mình cũng rác lắm rồi. Vãi luôn. Nói chung mình đang cố gắng roll để được con Brum 2 cho nó đồ canh nó khỏe hẳn. Mình thì cần up 9. Một thần tượng ở trên luôn à, rác nhờ. Up 9 mình thêm con Zinix vào. Giờ kiếm cho mạnh con Raven 2 nó là lên 3 được. Cầm luôn đấy. Đúng là quăng đồ được mà. Xích con Camille về chỗ khác đi kìa. Ok, ok, ok. Rune này đã Brom 2 này. Đéo được. Thôi lên, 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 lên 9 được luôn rồi đấy bạn ơi, lên 9 được luôn rồi đấy. Lên 9 đi. Má như con Brom 1 bạn ạ. Tắc mẹ. Rè. Ơ, đổi target chưa? Đưa mình giáp chưa? Kéo đâm đi rè nó luôn. Bên chuột để bắn con giáp. Ui, thì thắng. Chó điên của tao đây này. Qua đây. Cần hết. Go, 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 go. Cào hết. Qua cào điên không? Chó. Chó. Cào điên điên rồi. Con chó này nó gắn với con chuột. Con chó 16 ra đam. Cười quá. Con chuột vừa đây là bắn con kia, con được đam. Đây bạn ơi, mình lấy con Raven, mình đẩy con Raven quỷ thư qua cho bạn. Ok không? Ờ rồi ok. Thế thì mình lấy thêm một đồ tanh nữa. Lấy mẹ cái thú tượng. À lấy cái thông đạo. Hình như con Jerry nó cầm quỷ thư cũng được hay sao? Được hết mà. Còn đấy nó cầm cái mẹ thì không mạnh thôi. Nó chỉ cần lên 2 thôi. Ờ Jerry cầm quỷ thư được. Nhưng mà bây giờ mình lượm mình cho bạn mà. Thôi bây giờ cứ để cái Raven cái gì đã. Đây mình có một con Brom này. Ôi Brom này tự zone thôi chứ vứt ra là sao nó phí. Thì đấy. Tính nói thế. Từ đó mình phải roll 2 cái đó. Con tái chế bỏ vào. Con này. Bạn có cần có gì mình đẩy không? Không. Mình tự roll được mà. Brom 2 thôi lên level 7. Đi, 6 mấy luôn. Brom 2 cái bài nó cứng hẳn luôn. CC được đấy. Như mình có một Brom này. Mà đẩy qua thì nó phí quá. Đi được cả đai luôn bạn ơi. Mày quá, tao tiên chết. Mày chết cho gác cho tao. Qua rồi này. Do này để Warwick lo. Sao? Con Raven bắn tách cái rồi bạn. Con Raven mùa này bốc được 2 rồi bạn ơi. Tối đa 2 rồi. Ok, lên level bạn ơi. Mình cũng lên 9 rồi á. Sắp rồi á, tuần sau lên rồi. Để vời cho thêm con thuật sư vào là ấm. Tí nữa mình phải xếp như thế nào để mình có thêm một chest. Chuột ở giữa là đẹp lắm ạ. Nghĩa là 4 sát thủ thôi chứ năng nhà phát minh không cần lắm. Có cái ấn nhà phát minh thì bỏ con Ezreal vô năng nhà phát minh. Ok ok, tí nữa cho một con nữa ở đây là xong. Tí nữa con đấy ở đây đồng hành. Trầu vãi đái luôn. Tí này đỡ lo bị Ori Oru xoáy. Tí lên chết là bạn xài siêu cô. Siêu cô thì lại mất đồng hành. Cần đéo đi, bỏ cái hiệu ứng siêu cô đi, cần cái bút đó thôi. Siêu cô là mất luôn cả hai con hàng trên nữa chứ.
thì bạn đừng có xài cái bút siêu cô, hiểu không? Bạn chỉ để con siêu chỉ lấy cái bút để nó bút máu thôi. Bút máu thôi, lấy cái bút máu cho kiểu bút rồi. Tăng tăng thôi, ai bắt bạn ấy đâu. Không, đây là vợ, đây là vợ tôi không dùng gì con nữa. Sắp CV3 đâu, CV3 đâu? CV3 là hai thằng đứng đầu gì? Hai thằng đứng đầu nó đang có tổng cộng là 7 CV. Ire thôi. Ire thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó có 7 Ire, 7 CV. 7 Ire, 7 CV, thằng kia là có đủ mana rồi này. Nhưng mà nó phải có 2 đẩy cơ. Củng cung này chắc mặt không có xài đâu. Tên này là nó mana 3 kìa. Mình cho Kha'Zix củng cung vậy. DC này nè. Jerry chuẩn bị 2 kìa. Ori bạn cầm nhiều chưa? Mà thôi lên Raven để Ori cái đéo rồi. I'm always ready. Đúng rồi. Ông có IRE là em. Cái ra. Đi nét cổ cung à. Bạn đâu cần Jerry nữa đúng không? Jerry không cần đâu, không cần đâu. Nếu mà con Jerry 2 thì thay con Silva. Đây mình đang có 2 con Silco này. Mình đang có 2 Silco này bạn ạ. Chó mình nó điên lắm rồi. Cậu trông chó à? Cái kiểu của trông chó. Ôm thêm con Ire không? Máy chiếu ấn đấu sĩ bùa xanh. Máy chiếu ấn đấu sĩ bùa xanh. Bùa xanh à. Lấy mẹ máy chiếu cho cơ mưu nó vừa thêm mít. Game đi, máy chiếu cuối game đi. Lại còn khỏe. Ở đây vừa 9 mình roll được hẳn 2 cái nóc tầm đấy, bạn cứ đùa mình. Kéo con Raven nè. Bạn mấy Raven à? Ủa CV3 này kìa. Sáu Ori rồi đấy. Thì mà mình bán Ori hết rồi mình để Raven. Không sao sao, thì bạn bán mình luôn ra cái gì đâu. CV3 thì mình đánh một béo thì giờ đam lan hết Raven này. À, ra đó được chơi game luôn. Ire 3, CV3 luôn thì chơi gì đó bạn. Không ăn được, không sợ đâu. Ire 3 luôn nữa hả? Ừ. Bạn mình ôm nhiều lắm mà nó vẫn lên à. Làm mai ra đà. CV3. Thì đấm thằng bạn nó chết thôi, có gì đâu. Không biết mà. Thế bạn nó khỏe vãi lồn. Ê, tôi có 6 Raven rồi, bạn đủ chưa? Mình có một con à. Sojin, Solari, Vút Rồng. Sojin đi. Mình đang roll mà nãy giờ có. Có hai con siêu cô. Đây hai con Raven này. Thế thì mình bán Ori đi, mình roll nốt Raven. Tôi có một con siêu cô này. Bạn mà có một con Raven là bạn nói đại đi nhá, là mình đẩy luôn hai con. Không, tôi mà có một con siêu cô rồi. Ire 3 CV 3. Mẹ sợ. Mình không biết đâu giống CV này. Đây mình để mình đấm con lùn, thằng lùn bạn nó biết nhanh nhanh lên tí. Qua nhanh thì mới cứu được. Má qua rồi. Nó đi nhanh hơn mình nhiều. Ê, từ từ nha. Ấy. Một cái gì vậy? Thì mẹ tí thắng kìa. Con kia chưa chết. Còn Koki đã chết rồi đâu. Yeah. Ủa gì à? Ấn hóa kỹ à? Cảm thấy có Raven ở đây nhỉ? Còn cái hai găng thì lấy thêm một tay. Cung săn Zinix à? Ori cầm cung. Ê, mình lấy hai găng cho. Em diệt. À, bạn lấy hai găng đây, lấy lại đi, lấy lại đi. Nó lấy gì à? Ấn hóa kỹ thì mình không cần. Lấy cung săn đi cho Zinix. Cung săn giao điện cũng được. Thêm con nữa. Con Raven nữa. Ơi, quên đéo drop cái này ra cho Leona đã. Ngáo chưa? Cho Leona cầm này là ngon luôn. Bạn này có chưa?
Đủ đấy bạn chưa? Chưa. Ủa, sao tôi sao không đủ là hết máu rồi đấy. Bạn lấy cái quỷ thư xài chứ đi đã. Xài đã quỷ thư đi. Quỷ thư cho tạm con Syndra đi. Ôm hai đi vần thì vẫn luôn ra rồi các bạn. Ôm thì ôm nhé. Thì nó ra CV 3 rồi mình vẫn ra 2 CV đây còn gì nữa. Thằng luôn tôi đánh được, nếu bạn câu giờ được nha. Thằng CV mình đánh được nha, thắng rồi. Mình đấm thằng CV. CV là ra là được. Ôi giời ơi, má xiên kìa. Hai ăn à. Con của nó là con IJ á. Nó còn đúng con IJ thôi bạn ơi. Ui con IJ, con chuột. Sao anh em mồm cây bần. Tạc tổ với nó. Con IJ co mà. Ồ, thắng rồi. Được, mình chưa có cháy bạn ơi, còn cơ hội nha. Má tím mình ăn nó rồi. Raven. I'm always ready. Raven. Raven. Oh. Raven. Đéo có bạn ơi. Tí thì quăng lốt đi, quăng cũng nó ra lên được nó đâu, quăng lốt đi xem. Từ đấy, từ. Cứ để đấy. Nếu mà Châu ra hai Raven tôi còn quăng cho Châu chứ. Vẫn còn một tên mà. Chơi được cái này đấy, mình chơi được cái này mình clear được này nhanh lắm. Chơi thì không biết là nó nổi không. Oh, the mid, ngon. Bốc đi ra vứt đi, ừ. Không giờ được. Tôi lên qua được rồi. Thắng này, thắng này, thắng này, qua, tôi lên sàn nè. Chơi được không, chơi được không, chơi được không? Được. Mai qua rồi, qua rồi, qua rồi, qua rồi. Không được. Ui đi, không cần đi hết cả đàn đâu. Nghe đâm bắt chụp luôn rồi. Không vậy. Không sao, hai thằng máu cháy, mình đánh thằng IJ được rồi đấy. Đúng rồi, mình đánh cái thằng lùn này, mình chiều nó lên sàn rồi. Ui, có lốc, có lốc, có lốc, có lốc. Thôi, bạn hãy tôi đưa bạn lốc nhá. Nó có IJ lên. Ờ, lốc IJ lên hả? Ờ, ok. Tôi đánh bài lùn. Tôi đưa bạn lốc để bạn lốc con Irene lên. Còn tôi đánh cái bài lùn. Ôi, để nó chọc đầu cái đái. Nó một lướt một mạng. Ôi, mình có Neko bạn ơi! Bạn đẩy con Neko con kìa. Đẩy con Neko con đây! Đẩy con Neko con đây! Rồi, Raven cầm cái này nhá, Raven cầm cái này nhá. Ừ, đẩy con Raven cầm lốc con đây. Đẹp rồi đó. Sang rồi, về hàng. This is where Draven shines. Yup! Bạn đấm chết mẹ luôn đi là xong rồi đó. Wow. Mãi bú con này hai nữa. Đưa về hai đánh một rồi đó. Thôi, thằng lùn là ok rồi, thằng lùn ok rồi nhá bạn nhá. Thằng lùn tôi xử lý được nhá. Thằng lùn chắc là một dìu một thằng đó. Nó đổi chỗ thì mày đi. Mày đi thế thôi. Chỉ có lớp con này thôi. Ấy, chết mẹ nó rồi. Ấy, để luôn, để nhập số kìa. À, để nhầm. Không sao bạn ơi. Bạn xong rồi đấy chưa? Chưa xong bạn ơi. Rồi nó qua, má, để nó trốn bên này chứ. Nhầm nó đừng rơi khô là được, nó rơi ngu là được. Ờ, nó rơi ngu rồi. Nó rơi ngu rồi, được. Rồi, bắt hết. Bạn 4 con thắng rồi, 4 con là thắng rồi. 4 con là thắng, mình có 3 thôi, Mình cố tình làm vậy ấy, cho game nó căng thẳng đấy các bạn ơi. Ôi giời, mấy thằng nhóc cũng tưởng như đâu. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Châu. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô